Tiết luyện từ và câu hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai là gì. Với bài học hôm nay thì chúng ta sẽ ghép hai bài, bài vị ngữ trong câu kể ai là gì ở sách giáo khoa trang 61 và bài chủ ngữ trong câu kể ai là gì ở sách giáo khoa trang 68 lại thành một bài nhé. Chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học nhé. Một La Mã nhận xét. Đọc các câu văn sau. Một chị phụ nữ nhìn tôi cười hỏi: "Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?" "Em là cháu bác Tự, em về làng nghỉ hè." Của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Tú. Các bạn hãy cho cô biết trong các câu trên, câu nào có dạng ai là gì? Các bạn hãy dùng viết chì, thước kẻ chúng ta gạch vào sách giáo khoa nhé. Với đoạn văn này cô có một câu ai là gì? Đó là câu em là cháu bác Tự. Với câu này các bạn hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu vừa tìm được. Cô có từ em là chủ ngữ, là cháu bác Tự là vị ngữ. Chủ ngữ được nối với vị ngữ bằng từ gì? Trong câu kể ai là gì thì chủ ngữ được nối với vị ngữ bằng từ là. Vậy khi thấy các câu mà các bạn thấy các câu mà nó có cái giữa chủ ngữ và vị ngữ có từ là, đó là thuộc câu ai là gì. Cũng ví dụ vừa rồi, cô có một ví dụ nữa. Mẹ của bạn Ngọc là cô giáo. Cô phân tích mẹ của bạn Ngọc là chủ ngữ, là cô giáo là vị ngữ. Với cái câu ví dụ trên em, các bạn thấy thì chủ ngữ và vị ngữ trong các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành nè? Thì các bạn thấy ví dụ đầu tiên, từ em do một danh từ tạo thành, là cháu bác Tự do một cụm danh từ tạo thành, mẹ của bạn Ngọc đây là do một cụm danh từ tạo thành, là cô giáo thì cô giáo là một danh từ. Vậy các bạn thấy đây là chủ ngữ là do một danh từ tạo thành. Đây ví dụ hai này cũng là một chủ ngữ do một cụm danh từ tạo thành. Ở ví dụ trên vị ngữ là cháu bác Tự, đây là do một cụm danh từ tạo thành. Là cô giáo, đây do một danh từ tạo thành. Vậy các bạn thấy chủ ngữ và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Qua phần nhận xét chúng ta rút được ghi nhớ sau. Trong câu kể ai là gì, chủ ngữ trong câu kể ai là gì chỉ sự vật được giới thiệu nhận định ở vị ngữ. Chủ ngữ trả lời câu hỏi ai hoặc con gì, cái gì. Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là. Chủ ngữ và vị ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Với ghi nhớ này các bạn đọc nhiều lần để nhớ nhé. Chúng ta bắt đầu qua phần luyện tập. Chúng ta sẽ làm hai phần luyện bài tập của hai tiết. Thì cái phần nào không làm, cô không làm là những cái phần được giảm tải. Bài tập 2, trang 62. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cục A với cục B để tạo thành câu kể ai là gì? Các bạn với bài tập này các bạn nối vào thẳng vào sách giáo khoa cho cô nhé. Cô cho các bạn 1 phút để nối. Rồi các bạn, sau khi các bạn nối xong thì các bạn sẽ dò đáp án của cô nhé. Các bạn quan sát nhé. Sư tử là chúa sơn lâm.
Gà trống là sứ giả của hòa bình. Xin lỗi, gà trống là sứ giả của bình minh. Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh. Chim công là nghệ sĩ múa tài ba. Chúng ta qua bài tập 2 trang 62. Dùng các từ ngữ dưới đây để đặt câu kể ai là gì. Thì bây giờ nó cho mình 4 câu A, B, C này nó có phần vị ngữ thôi. Các bạn tìm chủ ngữ để điền vào để tạo thành câu. Với câu A là một thành phố lớn. Thì ở nước ta có rất là nhiều thành phố nhưng chỉ có một số thành phố lớn. Thì các bạn biết được thành phố lớn nào? Chúng ta đặt ở trước vị ngữ thì chúng ta đã có câu kể ai là gì. Các bạn quan sát một số câu mẫu của cô nhé. Huế là một thành phố lớn. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn. Cần Thơ là một thành phố lớn. Thái Nguyên là một thành phố lớn. Chúng ta qua câu B là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. Thì với câu này chúng ta chỉ có một đáp án thôi. Chỉ có Bắc Ninh là quê hương của làn điệu dân ca quan họ. Đáp án C, câu C là nhà thơ. Thì chúng ta biết là nước chúng ta có rất là nhiều nhà thơ. Thì các bạn biết được nhà thơ nào? Các bạn ghi trước vị ngữ, các bạn đã có câu ai là gì ha? Các bạn quan sát một số câu mẫu của cô. Trần Đăng Khoa là nhà thơ. Phạm Hổ là nhà thơ. Câu D là nhà thơ lớn của Việt Nam. Thì câu này nó khác với câu C là các bạn phải biết tác giả đó là phải là một nhà thơ lớn, các bạn mới điền vào câu này được. Với câu này thì cô các bạn quan sát một số gợi ý của cô nhé. Tô Hoài là nhà thơ lớn của Việt Nam. Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam. Xuân Diệu là nhà thơ lớn của Việt Nam. Chúng ta qua bài 1 trang 69. Các bạn mở ra trang 69 cùng đọc dò theo cô nhé. Đọc các câu sau. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Hồ Chí Minh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thật là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Xuân Diệu. Với bài tập 1 trang 69 này, các bạn hãy dùng viết chì và thước kẻ gạch chân dưới cho cô những câu kể ai là gì. Sau khi các bạn gạch chân rồi, các bạn sẽ xác định cho cô chủ ngữ của các câu vừa các bạn vừa gạch chân. Với bài 1 trang 69 này, cô có 4 câu kể theo mẫu ai là gì. Câu thứ nhất, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, thì chủ ngữ của nó là văn hóa nghệ thuật. Câu thứ hai, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy, thì anh chị em là chủ ngữ. Câu số 3, vừa buồn mà lại vừa vui mới thật là nỗi niềm bông phượng. Chủ ngữ là vừa buồn mà lại vừa vui. Câu thứ tư, hoa học, hoa phượng là hoa học trò. Chủ ngữ là hoa phượng. Chúng ta cùng làm bài 370. Đặt câu kể ai là gì với các từ ngữ làm chủ ngữ sau. Bạn Bích Vân, Hà Nội, dân tộc ta. Thì ngược với cái bài tập vừa rồi chúng ta người ta cho mình vị ngữ, mình phải thêm chủ ngữ vào. Thì bài tập này người ta cho mình chủ ngữ, mình thêm vị ngữ vào. Khi thêm vị ngữ vào các bạn nhớ
Là mẫu câu ai là gì? Sao là đứng trước vị ngữ là chữ là nhé. Rồi các bạn xem một số câu gợi ý của cô. Với bài tập 3 này thì các bạn sẽ làm vào vở. Cô kết thúc tiết học tại đây. Cô chúc các bạn luôn chăm ngoan học tốt nhé. Cô chào các bạn.